Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Kiên Đồ Cũ. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024. Xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới cũng như là một ngày cuối tuần vui vẻ. Trong phiên đồng hồ ngày hôm nay thì tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập lô đồng hồ cơ cổ đang được xả ra gốc tại cửa hàng. Toàn bộ các mẫu ở đây thì em đang xả với giá không lợi nhuận, nên là các bác mình mua hàng, nhận hàng vui lòng thanh toán giúp em tiền cước. Ngoài các mẫu đồng hồ đang thanh lý ngày hôm nay thì bên em cũng có rất là nhiều các cái dòng máy cơ cao cấp chính hãng với nhiều các chính sách ưu đãi khác nhau, thì các bác mình quan tâm có thể ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video này cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì mình có thể nhận được thông báo và đón xem các video được phát sóng trên kênh một cách sớm nhất nhé. Rồi, và ngay sau đây không làm mất thời gian của các bác nữa, em sẽ đi ngay vào phần giới thiệu về các cái mẫu đồng hồ trong phiên đồng hồ lần này. Mời các bác cùng theo dõi nhé. Trước khi vào phần giới thiệu về đồng hồ thì em xin phép mang đến cho các bác một vài các cái sản phẩm khác. Đầu tiên đó chính là kính mắt các bác nha. Kính mắt bên nhà em hiện tại đang thanh lý một cái lô sản phẩm kính mắt Solex gọng chữ H hàng Mã Lai. Đấy. Đây, có 3 màu cho các bác lựa chọn nhé. Hàng bên nhà em thì toàn bộ là 3 cái màu kính dâm rất là hot cũng như là cực kỳ chất dành cho các bác. Size 140, một cái form mặt rất là phù hợp với gương mặt của người châu Á mình. Đối với những cái dòng kính Solex như thế này thì các bác mình đeo đi chơi này, rồi đi du lịch, đám cưới, đám hỏi nó rất là phù hợp luôn. Đặc biệt là vào cái thời tiết mùa hè, nắng nóng, ánh nắng cực kỳ chói chang như thế này thì một chiếc kính dâm sẽ là một cái sản phẩm rất là phù hợp cho cái sự lựa chọn của các bác nha. Đấy. Màu kính đầu tiên em giới thiệu cho các bác đây là màu mắt xanh. Đây là màu mắt xanh nhé. Màu thứ hai sẽ là màu xanh đen như thế này. Đấy, đây là màu xanh đen. Và màu thứ ba sẽ là màu nâu trà. Đấy. Gọng kính mạ vàng form chữ H cực kỳ chất luôn. Riêng cái dòng này thì năm nay tại Việt Nam nó cực kỳ hiếm luôn, nên là các bác mình muốn sở hữu thì các bác tranh thủ nhanh tay cái cơ hội mà cửa hàng nhà em đang xả như thế này thì các bác mua. Đấy, giá thì chỉ còn có 480.000 một chiếc thôi. Đấy, so với giá thị trường khoảng từ 900 cho đến 2-3 triệu thì nó là một cái mức giá nó quá là tốt rồi. Đấy, 480.000 một chiếc. Và mua kính thì các bác chỉ cần đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên, bên em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Kính Solex gọng chữ H hàng Mã Lai, 3 màu cho các bác lựa chọn này, nâu trà này, xanh và màu xanh đen. Đấy. Ngoài kính ra thì em xin phép giới thiệu đến các bác một số các cái sản phẩm nhẫn đấu giá nha. Cái hàng thì em đấu giá được mang lên đây để giao lưu đến cho các bác này. Toàn bộ nhẫn thì đồng giá là 380.000 một chiếc và cũng chỉ cần đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên, bao ship toàn quốc cho các bác. Màu mặt đầu tiên giới thiệu đến các bác đấy là cái màu đá xanh như thế này. Đấy. Màu đá rất là đẹp nha. Màu thứ hai sẽ là một cái form vuông, màu đá trắng như thế này. Đây là màu trắng này. Màu thứ ba sẽ là màu đá đen. Màu đá đen nha. Màu thứ tư này. Em này rất là đẹp các bác ạ. Đây là một cái màu đá mà em rất là ấn tượng cái màu này luôn ấy. Phong cách thiết kế cổ điển. Đấy. Chung là nhẫn nhà em thì bán từ trước đến giờ là bán rất là nhiều rồi. Đều nhận được các cái phản hồi khá là tốt từ khách hàng. Tiếp tục một chiếc ruby đỏ nha. Đây là màu đá ruby đỏ này. 380.000 một chiếc và chỉ cần đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên, em sẽ đi hàng và bao ship toàn quốc cho các bác ạ. Màu đá mỡ gà. Một cái form vuông rất là chất nha. Nam tính. Size lớn. Các bác nam mình đeo những cái dòng nhẫn như thế này rất là đẹp luôn, cực kỳ phù hợp nha.
chốt đơn cho em theo Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở ngay bên ngoài màn hình. Rồi, và mã đồng hồ đầu tiên mang đến cho các bác trong phiên ngày hôm nay, một chiếc Slava, máy cơ lên dây với 26 chân kính nha. Em này thì form khá là lớn này, màu mặt đen và có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Với chiều ngang có size mặt 37 và chiều dọc tính cả chân cả sẽ là size 42 này. Đấy. Thân vỏ thép. Thân vỏ thép nha. Em này có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm, các bác sẽ ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lực cho em nha. Bộ máy cơ có tay cơ lên dây với 26 G-well. Đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava. Máy cơ có tay cơ lên dây. Tình trạng máy hoạt động tốt. Có nấc chỉnh lực nhanh. Đấy, thân vỏ thép. Form độc lạ luôn nha. Em này sẽ là một cái thiết kế mặt hài lòng và một cái form mặt bắt úp như này. Bác nào thích sưu tầm mẫu Slava này, mình chốt đơn em với mã số 1 nhá, giá 600.000 này. Chiếc số 2 sẽ mang đến cho các bác một em Coslavin để Lucy. Một chiếc Coslavin cổ. Em này thì toàn bộ phần mặt nền bên trong là các bác có thể thấy được là đã có xuất hiện những cái vết hao mòn của thời gian như này. Mặt tràn viền, một form mặt bắt úp này. Bên góc 9 giờ đây là biểu tượng cá kiếm rất là đặc trưng của thương hiệu Coslavin các bác nha. Bộ máy cơ có tay cơ lên dây với 23 chân kính. Tình trạng máy hoạt động tốt. Thân vỏ vàng này. Em này thì toàn bộ phần vỏ vàng bên ngoài đã lên màu bạ trầu theo thời gian hết rồi. Nên nếu như mà muốn đẹp hơn thì các bác cùng đánh bóng lại cho em nha. Mặt đáy thép có khắc tên thương hiệu Coslavin. Chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc tính cả chân cả sẽ là size 41. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Coslavin de Lucy, máy cơ lên dây 23 chân kính, thân vỏ vàng. Một em hàng cổ sưu tầm cho các bác. Mã số 2 giá 700.000. Raketa, một chiếc đồng hồ với phong cách cực kỳ là nam tính nha các bác. Form mặt vuông tivi này, màu mặt nâu và toàn bộ cọc số có cài đá đen. Thân vỏ vàng sáng bóng theo thời gian. Em này có triện ở phía dưới đáy là được bọc vàng au 10 các bác nha. Đấy, vỏ vàng rất là sáng đẹp như này. Vị trí các cái phần cạnh viền thì cũng có xuất hiện một chút những cái vết thời gian. Đấy. Mặt đáy thép. Em này form rất là dày dặn nha. 11 ly đấy, bề dày 11 ly. Chiều ngang size 36 và chiều dọc sẽ là size 42. Đây là một form mặt khá là lớn so với các cái dòng đồng hồ cơ cổ cùng phân khúc nha các bác. Máy có tay cơ lên dây. Tình trạng hoạt động tốt này. Em đeo lên cho các bác cùng ngắm ạ. Raketa Lenso, vỏ vàng au 10. Mã số 3 giá 900.000. Qua mã số 4 sẽ đem đến cho các bác một chiếc Raketa mặt bắt úp. Em này thì sẽ có cái màu mặt là màu nâu cà phê các bác nha. Và ô lịch lộc góc 6 giờ này. Đấy, số học trò. Thân vỏ vàng. Vị trí phần vỏ bên ngoài là cũng có xuất hiện vết thời gian các bác nha. Đấy, khá là cổ điển này. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Em này thì sẽ thiết kế 4 chân càng rất là ngắn. Đấy, nó thiết kế theo kiểu form chân rùa nha. Chiều ngang có size mặt 35, ngang 35 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 38 ạ. Bộ máy cơ có tay cơ lên dây. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Ô lịch chỉnh thủ công bằng cách là quay kim cho em. Để lên tay này. Raketa, mã số 4 giá 700.000. Qua mã số 5 sẽ đem đến cho các bác một em hàng cổ sưu tầm của thương hiệu Zarya nha. Đây là một chiếc đồng hồ dáng tanh cổ. Máy cơ lên dây với 22 chân kính. Đây sẽ là một cái form mặt vuông.
cọc số chải tia và có một ô clip 3 giờ này. Đấy, mặt đã có vết lên dầu của thời gian nha. Thân vỏ vàng. Đấy, lớp vàng bên ngoài thì còn khá là nguyên vẹn luôn. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Chiều ngang size 3-29 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 35. Máy cơ có tay cơ lên dây với 22 G-well. Đó, có lịch. Ô lịch chỉnh thủ công bằng cách là quay kim nha. Chốt đơn em với mã số 5, giá 600.000. Rồi em qua mã tiếp theo mang đến cho các bác một chiếc Slava. Máy cơ lên dây với 21 chân kính ạ. Đây là một chiếc Slava cổ của Liên Xô các bác nha. Em này thì toàn bộ phần mặt là đã có xuất hiện cái vết lên dầu của thời gian này. Số học trò cách điệu và một ô click cóc 3 giờ. Chiều ngang có size mặt 38 và chiều dọc có size mặt là 44. Đó. Bộ máy cơ có tay cơ lên dây với 21 chân kính. Em đeo lên cho các bác cùng ngắm này. Form lớn, dễ đeo. Các bác nào mình có cổ tay to là mình đeo này thoải mái nhé. Đấy, thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ vàng như thế này. Nước vàng bên ngoài còn khá là đẹp. Đấy, em này thì tuổi đời gọi là trên 7-80 năm rồi. Nên các bác sưu tầm thì cũng rất là ok nha. Bởi vì tình trạng máy là vẫn còn hoạt động rất là ngon lành, cành đào như này. Rồi nha, mã số 6 có giá là 800.000 cho em. Chiếc số 7 tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc Paqueta của đồng hồ Liên Xô này. Đây là một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Paqueta mà em nghĩ rằng là bác nào mình hay chơi những cái dòng đồng hồ cơ cổ của Liên Xô thì ít nhiều cũng sẽ biết đến cái phiên bản này. Cái phiên bản này nó nổi tiếng tại Việt Nam vào rất là nổi tiếng tại Việt Nam khoảng những năm thập niên 70-80 trong cái cuộc kháng chiến chống Pol Pot đấy các bác. Thì sẽ có nhiều bác mình biết, có thể là mình cũng có thể đã sở hữu cái phiên bản này rồi nha. Với một cái phong cách thiết kế nó rất là nam tính đấy, và bộ máy thì nói chung là rất là bền bỉ theo thời gian rồi, đến ngày hôm nay thì vẫn còn gọi là chạy phè phè luôn đấy. Chiều ngang có size mặt 37 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 45. Đấy. Thân vỏ vàng nha. Tuy nhiên thì em này thì cái phần vỏ bên ngoài cũng có vết hao mòn. Đấy, có xuất hiện cái sự hao mòn của thời gian rồi. Đấy, đáy thì sẽ là đáy thép nha. Một chiếc đồng hồ mang cái giá trị về mặt sưu tầm cho các bác. Đấy, tình trạng máy vẫn còn hoạt động rất là tốt. Em này giá là 800.000 thôi. Các bác chốt đơn em với mã số 7 nhé. Mã số 8 sẽ là một chiếc Slava của quân đội Liên Xô này, có các biểu tượng CCCP ở góc 6 giờ đây. Toàn bộ phần cọc số thiết kế dạng mạng nhện và có một ô click cóc 3 giờ. Size mặt 36 và đây là một cái format tràn viền nha các bác, size mặt lớn. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng này. Phía dưới mặt đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Slava. Máy cơ lên dây 21 G-well. Bộ lịch chỉnh thủ công nha. Các bác mình sẽ chỉnh bằng cách là quay kim cho em. Đó, Slava giá 900.000 chốt đơn em với mã số 8 ạ. Chiếc số 9 tiếp tục một chiếc Slava của quân đội. Em này thì với một cái thiết kế form mặt lục giác cực kỳ độc đáo luôn. Đó, mặt hai màu vàng và đỏ mận này, có lịch. Đó, em này thì ở đây các bác có thể thấy được cái phần mặt thì hơi có một chút lấm tấm những cái vết bụi thời gian thì em này về các bác phải vệ sinh lau chùi lại rồi nha. Đấy, vỏ vàng này, mặt đáy thép có khắc biểu tượng quân đội Liên Xô CCCP ở đây. Một chiếc dây khóa vàng linh kiện. Chiều ngang có size mặt là 35. Ngang 35 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 36 nha. Bộ máy cơ có tay cơ lên dây, tình trạng máy hoạt động tốt. Em đeo lên cho các bác cùng ngắm này. Slava quân đội Liên Xô nha. Giá 1.080.000, mã số 9. Mã số 10 sẽ là một chiếc Slava của quân đội. Em này máy cơ tự động các bác nha. Đấy, cơ tự động. Form trứng. Phần niềng tỏa tia này, mặt đã lên dầu và có một ô click cóc 3 giờ này. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép nha. Em này có chiều ngang size mặt 38 và chiều dọc có size mặt là 43.
một form mặt lớn, dễ đeo, máy cơ tự động, có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Chiếc này sẽ có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ nhé. Đây sẽ là núm lịch bơm. Đây các bác, mình sẽ ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lịch cho em. Đó, các chức năng núm lịch vẫn còn hoạt động tốt. Máy cơ tự động, có hỗ trợ có tay, thân vỏ vàng AU10 và có chuyện ở phía dưới đáy. Giá của em này là 1.200.000 nha, mã số 10. Tiếp tục qua mã số 11, Paqueta thập niên 70. Em này thì cái nước vàng bên ngoài là còn khá là sáng bóng và đẹp này. Đấy. Mặt vàng mỡ gà, cọc số có cài đá đen và một ô click cóc 3 giờ nha. Chiều ngang size 37 và chiều dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 45. Máy có tay cơ lên dây, tình trạng máy hoạt động tốt. Phía dưới mặt đáy sẽ là đáy thép. Đó. Lên tay này. Paqueta. Giá của chiếc này là 900.000 nha, chốt đơn em mã số 11. 12 sẽ là một chiếc Slava của quân đội Liên Xô, máy cơ tự động 27 chân kính. À, chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay các bác này, cọc số La Mã, một ô lịch cóc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng và phía dưới mặt đáy sẽ là đáy thép. Đấy. Em này có chiều ngang size mặt 37 và chiều dọc sẽ có size mặt là 43. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Slava quân đội. Giá 1 triệu nha, chốt đơn em với mã số 12. Rồi tiếp tục qua mã số 13 sẽ là một chiếc Pontiac máy cơ tự động với 23 chân kính. Size mặt ngang là 35 và chiều dọc tính cả chân càng thì sẽ là size 41 các bác nha. Đấy, thân vỏ vàng này. Thân vỏ vàng AU10 và có triện. Đây là một chiếc Pontiac tự động, form rất là dài dặn các bác nha, size lớn dễ đeo, bề dày lên đến 14 ly. Đấy. Em này rất là dày nha. Máy cơ tự động có hỗ trợ thêm cả cốt tay. Em này có hai núm nằm tại vị trí góc 3 và góc 8 giờ này. Đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm ạ. Đây các bác sẽ ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lịch cho em nha. Pontiac tự động. Giá 1.200.000 mã số 13. Qua mã số 14 sẽ là một chiếc Paqueta của đồng hồ Liên Xô. Size ngang 37, chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 42 nhé. Màu mặt xanh tím và kèm theo đó là những vết lấm tấm tự nhiên trên phần mặt như này. Cọc số dạng khối, thân vỏ bọc vàng AU12.5 và có triện ở phía dưới đáy. Đấy, em này thân vỏ vàng sáng bóng luôn, rất là dày dặn. Tuy nhiên thì phần viền cạnh hơi có một chút cái vết thời gian ở đây. Mặt đáy thép. Lên tay cho các bác này. Paqueta Liên Xô. Một chiếc đồng hồ của quân đội các bác nha. Đấy, rất là xưa, cổ điển, tuổi đời gọi 70-80 năm rồi. Giá chiếc này sẽ là 900.000 cho bác này yêu thích, chốt đơn với mã số 14 ạ. 15, một chiếc hàng sưu tầm của thương hiệu Pontiac. Máy cơ cốt tay với 17 Jewel nha. Giá của chiếc này thì chỉ có 400.000 thôi. Đấy. Mặt đã lên dầu, có lịch. Cái này cho các bác sưu tầm đeo chơi thôi. Nói chung đây là một cái phiên bản Pontiac cũng rất là nhiều tuổi rồi. Chiều ngang size 37 này, chiều dọc size 44. Đấy. Máy có tay 17 chân kính, form trứng nha. Giá 400.000, mã số 15. 16 sẽ là một chiếc Paqueta của đồng hồ Liên Xô. Một chiếc đồng hồ quân đội, có các biểu tượng góc 6 giờ này. Form mặt tràn viền nha. Em này thì cái form nó khá là thanh lịch. Tuy nhiên phần mặt đã có xuất hiện vết thời gian ở trên đây. Cọc số trải tia có cài đá đen, size mặt 34. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng và phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Hai bên cạnh viền một chút, nó có một chút vết thời gian ở đây. Đấy, lên tay này. Paqueta Liên Xô. Mã số 16 nhé, giá 700.000. Bostock, máy cơ lên dây 17 Jewel. Kim rốn ạ, một trong những cái phiên bản đời đầu của thương hiệu đồng hồ Bostock. Một thương hiệu gọi là quân đội và nổi tiếng bậc nhất của Liên Xô các bác nha. Đấy,
mặt đen, số học trò, size mặt 34, thân vỏ bọc vàng au 20 và có triện ở phía dưới đáy này. Đấy. Toàn bộ đã lên màu bạ trầu thì muốn đẹp hơn các bác mình đánh bóng lại cho em nhé. Mặt đáy thép, lên tay, Bostock 17 Jewel, kim rốn, giá 1.180.000 này, mã số 17. Mã số 18 sẽ là một chiếc Raketa của đồng hồ Liên Xô. Đó. Nó gần như là một cái form tròn các bác nha. Size 39, chiều dọc nếu tính cả chân cà sẽ là size 40. Máy cơ có tay cơ lên dây, tình trạng máy hoạt động tốt. Lên này, Raketa, thân vỏ vàng đã lên màu bạ trầu. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Đấy, giá của chiếc này là 1.480.000 nha. Mã số 18 cho em ạ, 18. Mã số 19 là một chiếc Cardinal máy cơ lên dây với 17 Jewel. Đấy. Cardinal thân vỏ bên ngoài đã lên màu bạ trầu hết rồi các bác ạ. Bọc vàng Âu 10 và có triện ở phía dưới đáy nha. Đấy. Cái này không phải hao mòn đâu, nó chỉ là lên màu bã trầu thôi. Cái này về nhà chỉ việc đánh bóng lại là hết nha. Đáy thép này, số trải tia có lịch, chiều ngang size 36, chiều dọc size 42. Máy cơ có tay cơ lên dây, 17 chân kính. Lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Cardinal Liên Xô, giá 700.000 nha. Chiếc này có ra mã số 19, 19 nha các bác, giá 700.000. Mã số 20 sẽ là một chiếc Pondrot, máy cơ lên dây với 23 chân kính các bác nhé. Màu mặt đen này, có một ô cửa lịch hai ngăn nằm tại vị trí góc 3 giờ. Form trứng, thân vỏ bên ngoài của em này thì sẽ là vỏ vàng, tuy nhiên thì cũng đã có xuất hiện những cái màu bạ trầu, có những cái màu vết hao mòn của thời gian như này. Được bọc vàng Âu 10 và có triện. Mã số 20 giá 1 triệu cho em. Mã số 21 Slava, máy cơ lên dây với 23 chân kính, chiều ngang size 37, chiều dọc size 44, thân vỏ vàng Âu 10 có triện, viền cạnh có vết hao mòn, phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép nha. Form lớn dậy đeo. Đấy, Slava, máy cơ có tay cơ lên dây với 23 chân kính, giá 900.000, mã số 21. Mã số 22 sẽ là một chiếc Raketa, một em hàng cổ sưu tầm nha. Niềng vàng đa giác, có một lịch. Đó, mặt viền cạnh bên trong thì hơi có một chút vết thời gian này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép, có vết hao mòn. Chiều ngang size mặt 37, chiều dọc size 45, một size lớn nha các bác. Máy có tay, tình trạng hoạt động tốt. Raketa, giá 600.000, chốt đơn cho em với mã số 22. Và đây cũng là mẫu đồng hồ đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.